Thầy cho con hỏi ở phòng trọ như vậy có phải không hợp đất không ạ? Con có cách nào để giải hóa không ạ? Con cảm ơn thầy. Theo Phật giáo á, thì cái việc phong thủy đất cát nó rất là nhẹ nhàng, không có nặng nề gì cả. Nhưng mà theo về lão giáo thì cái việc là gì? Chọn phong thủy đất cát rất là quan trọng. Hay là theo gì? Theo các nhà phong thủy học ở thế gian á, họ cho rằng việc phong thủy đất cát thì rất là quan trọng, tối quan trọng đối với con người. Con người chúng ta nếu mà ở về con người mà hợp với mệnh thì nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra nhiều những cái sự may mắn, đem đến sức khỏe và tài lộc vân vân. Mệnh mà không hợp với miếng đất đó, thì cái hướng nhà ở đó, đất cát nhà ở vân vân đó, thì nó sinh ra rất nhiều điều tổn hại như là ốm đau, bệnh tật, gặp nhiều họa hoạn trong cuộc sống vân 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 chẳng hạn. Cái này nếu mà nói là không có thì cũng không đúng. Mà nói có thì chúng ta cũng chẳng giải thích được là vì sao mà có ra đâu, hình tướng nó như thế nào. Cũng giống như hỏi có ma hay không có ma. Nếu chúng ta bảo không có ma thì tại làm sao vẫn có người điên khủng loạn tâm do gì? Do ma làm. Ma trêu quỷ nhập. Cúng bái thì là gì? Hợp lòng thì nó lại khỏi. Mà bảo ma nó như thế nào thì kể cả gì? Cả tôi cũng chẳng giải thích được nó như thế nào. Tóc xanh nhanh vàng, má phấn môi xoan, gót dài, đầu tròn áo ngắn ra làm sao, ma như thế nào tôi chịu chẳng giải thích được. Nhưng mà gì? Cũng giúp cho được rất nhiều bị điên khùng, bệnh tật. Do gì? Do ma trêu quỷ nhập. Họ khỏi bệnh, họ trở lại con người, cuộc sống đời thường bình thường của họ. Nhưng bảo tôi giải thích nó như thế nào tôi chịu. Bảo giải thích theo kiểu khoa học biện chứng phương Tây ấy, là tôi chịu rồi. Thế nên là chúng ta thấy một thời gian là giữa triết học phương Đông và phương Tây. Phương Đông thì nói là duy tâm, phương Tây thì nói là gì? Duy vật. Bên phương Tây thì nói là phải giải thích bằng khoa học biện chứng, tức là giải thích phải có gì? Phải có dẫn chứng rõ ràng. Thì phương Đông nói rằng cái đó không cần thiết. Quan trọng nhất là cái tâm. Mà tâm ở đây không phải là quả tim, tâm ở đây là gì? Lòng thành và sự tin, tin tưởng tuyệt đối thì sẽ thay đổi được thế giới bên ngoài chúng ta. Hai bên nó giải thích có cái sự khác biệt giữa gì? Duy vật và duy tâm như thế. Cho nên là mấy trăm năm trước gì? Giữa hai cái dòng tư tưởng phương Đông và phương Tây, chúng ta thấy là gì? Cũng có một thời gian cãi nhau nảy lửa. Các nhà khoa học trên thế giới cãi nhau nảy lửa. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Phương Đông cũng áp dụng khoa học tiên tiến phát triển của phương Tây vào trong cuộc sống, mà phương Tây ấy, cũng đem áp dụng, nghiên cứu và áp dụng những cái phương diện tâm linh, tâm lý của gì? Phương Đông và áp dụng vào trong cuộc sống, nó đem lại cái sự tổng hòa xã hội ngày một tốt hơn. Đó. Thì ở đây Phật tử này nói rằng á, đã có vợ và có hai con như vậy, như từ khi thuê cái nhà này về thì ốm đau quặt quẹo như vậy. Thì theo phong thủy học á, thì họ nói rằng là con người ta thì đều có sinh ra năm nào, tháng nào vân vân, nó đều có mệnh cả. Thì nói về phong thủy chia trẻ thì có thể học cả đời không hết. Nhưng mà họ chia ra thì con người ta thì có đông tứ trạch và có tây tứ trạch. Đông tứ trạch là gì? Là thuộc về cấn, chấn, tốn và khảm, thuộc về đông tứ trạch. Tây tứ trạch là gì? Là khôn, đoài, cấn và kim. Đó là bốn hướng về gì? Bốn hướng đó là thuộc về tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Đông, đông nam, đông bắc và đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Xin lỗi, đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Thì đó là gì? Đó thuộc về đông tứ trạch. Họ chia ra là tây tứ trạch và đông tứ trạch. Mệnh người nào họ tính từ năm sinh. Mệnh người nào mà thuộc tây tứ trạch mà gặp hướng nhà, hướng ngõ, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bếp đun. Đó. Tây tứ trạch mà gặp đông tứ trạch, gặp vào bốn cái đó thì gọi là hung. Ví dụ như mà người như Phật tử này này, nói là sinh nam, sinh năm 1989. Công thức tính của họ là gì? 100, lấy hai số cuối là số 89 này là nam. Thì lấy cho hai số cuối là 89. 100 trừ 89 còn bao nhiêu? Còn 11. 100 từ 89 còn 11. Và công thức tính đó là gì? Nhân với 9, cái số dư đó là mệnh.
thì nhân với 9 là 9 thì còn dư thì 11 thì còn dư 2. Thì cái dư 2 đó là mệnh của cái chú Phật tử sinh năm 89 này. Dư 2 thì họ lại tính gì? Tính trong thì 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung. À, 5 ngũ trung cung là 5 trung cung đó, 6 càn 7 đoài 8 cấn và cửu tức là 9 là ly. Phật tử này là gì? Dư 2 thì 1 khảm 2 khôn. Phật tử này thuộc mệnh khôn. Khôn thuộc thổ. Thổ thì thuộc gì? Thuộc về Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Trạch đây là hợp với Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Và Phật tử này nói là nhà trọ hướng Nam. Hướng Nam thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Hướng Nam thuộc về gì? Về hỏa. Phật tử này thuộc khôn về thổ. Thì cái này trong phong thủy học họ nói rằng đây là thuộc về phân ra gì? Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch rồi. Cho nên có thể là như vậy mà sinh ra chuyện đau yếu như vậy. Rồi cả cầu thang thì là đâm thẳng ra ngõ, tức là cũng đâm thẳng ra cửa ngõ theo hướng gì? Theo hướng chính của nhà, tức là hướng Nam luôn. Cho nên hai đứa con ốm đau quạt quẹo tìm không ra bệnh. Thôi cái trường hợp này thì thôi nếu mà nghe thầy thì thôi cứ, đây là phòng trọ mà có không phải nhà của mình. Cho nên phòng trọ bây giờ nó cũng đẩy ra tìm nó cũng dễ lắm. Nhất là mấy năm nay bất động sản ế ẩm cho nên nhà cửa xây ra không bán được, họ cho thuê đầy chứ. Thôi chẳng ngại gì mình thôi, vợ chồng chuyển nên đi thuê một cái chỗ nào đó thì nó cũng hợp lý. Bây giờ thoải mái chỗ cho chúng ta chọn. Thì Phật tử này theo thầy khuyên thì nói đi thuê vào cái một cái hướng nhà có hướng, thì có hướng nhà là hướng phòng hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc, được chính Tây và Tây Nam, Tây Bắc là tốt nhất. Thì không thì hướng Đông Bắc cũng được. Đó, thì thuê những hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.